Hi, xin chào, chào mừng tất cả các bạn đến với blog Cốt Pha Nhôm. Mình là Hưng. Trong video này mình sẽ dẫn các bạn cách phân tích dữ liệu nguồn trước khi chúng ta làm tận dụng Cốt Pha Nhôm. Trước khi bắt đầu nội dung video này, mình xin phép được nói qua thế nào là tận dụng Cốt Pha Nhôm. Tận dụng cốt pha nhôm nghĩa là bạn sẽ sử dụng lại những cấu kiện cốt pha nhôm có sẵn của khách hàng để thiết kế cho một dự án mới. Điều này có nghĩa là khi chúng ta thiết kế một dự án cốt pha nhôm nào đó thì khách hàng họ yêu cầu chúng ta phải sử dụng lại những tấm trong kho họ có để từ đó chúng ta sẽ cấp mới một lượng ít hơn. Và làm được việc này bắt buộc bạn phải thao tác trên Excel. Có nghĩa là chúng ta có hai danh sách. Một danh sách là thiết kế full nhôm của dự án đang thiết kế, và một danh sách là những tấm có sẵn trong kho của khách hàng. Và nhiệm vụ của bạn là làm thế nào để tìm ra những cấu kiện chung trong hai danh sách này. Những cấu kiện chung này chính là số lượng tận dụng. Và tất nhiên số lượng cấp mới sẽ là những tấm mà khách hàng không có. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nội dung chính của video này ha. Thì ở đây mình muốn giới thiệu đến các bạn là cách phân tích dữ liệu nguồn. Dữ liệu nguồn có nghĩa là một cái bảng tính Excel, một danh sách tổng hợp mà bạn nhận được từ khách hàng. Cái bảng tính này nó thể hiện được danh sách tồn kho cũng như những tấm cốt pha nhôm mà khách hàng đã có sẵn. Như trên màn hình các bạn có thể thấy, đây là một bảng dữ liệu nguồn mà mình đã nhận từ một khách hàng. Ở bảng này thì chúng ta đang thấy là cột A đang là tên của kho thiết bị. Cột này, cột C là cột tên và kích thước của cấu kiện. Cột D là đơn vị. Đơn vị đây là mét, là cái, là tấm, cây, khung, vân vân. Và cột E là cột số lượng. Thì khi chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ cần hai dữ liệu cơ bản, đó là cột C và cột E, tức là tên cấu kiện, kích thước cấu kiện và số lượng. Tuy nhiên bạn có thể thấy là ở đây cái bảng dữ liệu này rất là nhiều thứ không riêng gì cốt pha nhôm. Nào là sắc, nào là aerofoam, nào là sắt ống, rồi cừ lazen, rồi tiren, máy trộn gỗ, vân vân, rất là nhiều thứ. Có thể thấy rằng là đây là một cái bảng tổng hợp mà khách hàng đã họ đã tổng hợp hết tất cả những vật tư sử dụng cho công trình trước đó và họ muốn sử dụng lại cốt pha nhôm, dùng cốt pha nhôm trong danh sách này để sử dụng lại cho một dự án mới. Nhiệm vụ của chúng ta là làm thế nào để tách rời những cấu kiện cốt pha nhôm trong danh sách này ra một danh sách khác. Vì sao phải làm như vậy? Tại vì khi làm như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng thao tác hơn, ít cấu kiện hơn, rõ ràng hơn và chỉ có tấm cốt pha nhôm mà thôi, cho nên rất là dễ để thao tác các bạn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết để mà làm được việc này. Có nghĩa là chúng ta tách các tất cả cấu kiện nhôm ra một danh sách riêng, thì công việc đầu tiên bạn phải làm là bạn phải xem qua một lượt thì ở đây những cấu kiện nhôm nó có những đặc điểm chung nào trong danh sách này các bạn ha. Chúng ta phải tìm ra đặc điểm chung của những cấu kiện nhôm trong danh sách tổng hợp ha. Trong trường hợp bạn không tìm ra được điểm chung thì giải pháp duy nhất là bạn hãy liên hệ với khách hàng và yêu cầu họ liệt kê ra những tấm nào là tấm nhôm, hoặc chỉ gửi cho chúng ta những danh sách tấm nhôm mà thôi, hoặc ít nhất thì họ phải có một ký hiệu gì đó đối với những tấm nhôm ha các bạn ha. Còn ở đây thì trong danh sách này mình đã tìm ra được một điểm chung, đó là tất cả những cấu kiện nhôm đều kết thúc bằng chữ reuse. Các bạn thấy ví dụ ở đây thì chúng ta có slab corner này 220 x 2m1 và cái chữ reuse ở sau cùng. Ở đây cũng vậy,
tất cả các công việc nhôm đều có chữ reduce ở sau cùng. Thì mình sẽ lợi dụng cái điểm chung này để mà phân tích và tách cái cấu kiện nhôm ra khỏi danh sách tổng hợp. Mình làm thế nào các bạn xem ha. Ở đây mình sẽ dùng lệnh find và mình sẽ làm thực hiện cái hàm, rồi sau đó mình sẽ nhận các bạn ý nghĩa của cái hàm này ha. Rồi ở đây là trả về kết quả số 23. Tại sao mình lại dùng lệnh find ở đây? Thì các bạn thấy mình đã phân tích là các cái cấu kiện nhôm có cái điểm chung là cái từ reduce ở trong tên của nó. Thì như vậy mình sẽ tìm cái reduce này ở trong cái chuỗi thể hiện tên của cốt pha nhôm, và mình sẽ trả về một cái số số này thể hiện được cái vị trí của từ reduce trong cái chuỗi. Như vậy là những từ nào, những cấu kiện nào có chữ reduce thì nó sẽ trả về một con số, còn tất cả những cấu kiện còn lại không có chữ reduce thì nó sẽ trả về thank value. Các bạn thấy thank value và số thôi ha. Cho nên là mục đích của mình là cần tìm những cấu kiện nào, những cái tên nào, chuỗi nào trả về kết quả số sau khi thực hiện lệnh find, và tất nhiên những giá trị trả về thank value là không có từ review ở trong tên của nó. Rồi bạn đã hình dung ra được cái mục đích của lệnh find chưa? Ok ha. Tiếp theo là mình sẽ ẩn đi những cấu kiện mà trả về kết quả là thank value. Có nghĩa là ẩn đi tất cả những cấu kiện không phải là nhôm. Đó, thì hiện tại là mình đã hiện lên tất cả các cấu kiện nhôm. Các bạn thấy ha, tất cả cấu kiện nhôm. Và cái việc tiếp theo là mình sẽ copy cái bảng này ra một cái file hoặc một cái sheet mới. Các bạn copy ha. Tuy nhiên, chúng ta không thể copy bằng những thao tác như thường lệ được. Bởi vì sao? Bởi vì cái bảng này có một số hàng nó bị ẩn đi. Khi bạn copy ra một cái file mới hoặc một sheet mới thì tất cả những cái hàng bị ẩn đó nó sẽ được paste qua cái file mới. Như vậy thì công việc chúng ta vô nghĩa rồi ha. Như vậy mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khác là để copy những cái cấu kiện nhôm, hay nói cách khác là copy những cấu kiện đang hiện hành mà thôi, cấu kiện ẩn thì không cần thiết. Ha. Thì ở đây bạn tại cái tab Home, bạn tìm đến File and Select, tức là cái hình kính lúp bên góc phải màn hình các bạn đây, và sau đó bạn click vào và tìm đến Go to Special, click vào và hộp hội Go to Special hiện lên. Bạn tìm tới Visible Sales Only đây ha, các bạn click OK. Thì mục đích của việc làm này là gì? Là nó sẽ chọn những cái sale nào nó hiện lên thôi, những cái sale nào ẩn đi thì nó sẽ không được chọn. Rồi sau đó các bạn Ctrl C copy các bạn ha, Ctrl C để copy ha. Sau đó các bạn tạo một cái sheet mới và các bạn paste vào qua đây. Đó. Thì khi sau paste qua đây thì nó sẽ pass qua những cái cấu kiện mà nó hiện hành mà thôi. Đó. Như vậy là tất cả các cấu kiện nhôm chúng ta đã copy và đã pass qua một cái file mới các bạn ha. Như vậy thì cái cột này thì chúng ta không cần thiết nữa, các bạn có thể xóa đi. Rồi. Ok, như vậy thì trong cái video này mình đã hướng dẫn xong các bạn là cách tách cấu kiện nhôm ra khỏi danh sách tổng hợp khi nhận được từ khách hàng. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào.